cho cha hành trình yêu thương của tụi con thế nào. Và mình không ngờ được là đôi bạn này đã có một cái hành trình đáng nể. Đó là các bạn đã yêu nhau được 9 năm và làm bạn được 19 năm. 19 năm làm bạn và 9 năm yêu thương. Để rồi hôm nay tình yêu của đôi bạn lên ngôi. Sáng lên như là cái tên lót của mình, hai bạn đều là Minh Luân và Minh Tâm. Làm sáng lên cái nét đẹp của tình yêu Thiên Chúa khi gia đình mình là một gia đình có Chúa cùng hiện diện. Và điều ấy được xác tín rất rõ trong hành trình yêu thương của đôi bạn. Phêrô Nguyễn Minh Luân nhận em Lucia Trần Minh Tâm làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với em. Em Lucia Trần Minh Tâm xin nhận anh Phêrô Nguyễn Minh Luân làm chồng của em, hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Để yêu thương và trân trọng anh mọi ngày suốt đời em. Lucia Trần Minh Tâm xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Nhân danh cha và con và thần. Anh Phêrô Nguyễn Minh Luân xin anh nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh cha và con và thánh thần.